Không. Vậy là các bạn còn 2 triệu, chúng ta vẫn còn với thử thách thứ ba. Và thử thách thứ ba, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ ba mang nội dung như sau. Khi ngủ, bạn nữ thích gác chân như thế nào? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn dụng cụ, đó là một chiếc giường và 2 cái gối cộng với cái mền. Và bây giờ các bạn tùy phạm, hai bạn có thể lên tận hưởng cái cảm giác thoải mái ở trên giường. Nào, bây giờ chúng ta hãy thử phạm thử cho quý vị khán giả xem cái tư thế mà gác chân lên đùi người yêu như thế nào. Thử đi. Trời ơi, tại sao tôi không đi thi đi trời. Đêm đầu tiên đồng phòng. Trời ơi, hai bạn rất là đồng tâm ý hợp nha. Cùng kéo cái này xuống nha. Trời ơi, thấy gì rồi. Ngủ đi con, rồi gác chân lên đùi coi, lên đùi em, đùi nè anh, ngủ rồi nhắm mắt ngủ, ngủ mà cười, rồi lên đùi nè, lên cái đùi, cái đâu không phải cái đùi, cái là cái đầu gối, cao xíu nữa lên em, xíu nữa, cao xíu nữa đi. Rồi, đó là tư thế đầu tiên. Gác chân lên đùi người yêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế thứ hai. B đó là tư thế thứ hai, gác chân lên hông người yêu. Lên hông người yêu. Lên hông là lên chỗ nào? Đây nè, hông là cái này nè. Đây nè. Nhưng mà anh khuyên em gác thấp thấp xuống xíu. Gác đi em. Tôi bối rối quá. Em gác đâu được, miễn em thích là được. Nào, lên hông em ơi, lên hông luôn. Ừ, lên hông luôn. Nè, tay ôm nè, người yêu gì kỳ nè. Ôm ơi. Ơi, chương trình hại MC quá, hại MC đứng nhìn cảnh này chật chết luôn. Rồi. 4-3-2-1. 4-3-2-1 hết rồi má ơi, hết rồi. Rồi vô nè. Trời bây ơi, giờ tôi thấy có liên quan gì tới nhau không? Sao tức giận dữ vậy? Em tại nãy em cũng có đụng chạm chút nên là em cũng không chịu được cái cảnh này đâu. Rồi, qua. Rồi vô. Rồi, đáp án thứ ba đó là C. Mỗi người quay lưng về một chỗ khác, không gác lên nhau. Đối lưng nha. Làm luôn. Giận nhau rồi đó. Anh Trung à. Em giận anh rồi đó. Ừ, cảnh này thì hơi buồn quá ha. Cảnh này là mỗi người cũng suy tư gì đó nè. Trong đầu bạn nam chắc chắn sẽ suy nghĩ không biết là mình có nên quay qua và ôm cô ấy hay không. Còn bạn nữ chắc chắn sẽ suy nghĩ thằng quỷ này tại sao mày không ôm tao. Không phải đâu anh ơi, tháng này anh chưa có đưa tiền cho em đó mà. Trời đất ơi, sao đưa hoài vậy trời. Nhìn ánh mắt của bạn nữ, em đang nhìn thấy có một sự ham muốn nhẹ. À, lâu quá rồi không có được đi du lịch đúng không? Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi, xin mời các hai bạn. Và đó là ba cách thì khi bạn ngủ nữ. Thì bạn nữ sẽ gác chân lên như thế nào. Chính xác. Mọi người cũng đã nhìn thấy hai bạn thị phạm như thế nào. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần trả lời của hai bạn, xem có ý của hai bạn có trùng khớp với nhau hay không. Xin mời. Quay lưng lại nào. Ở đây sẽ là một lần quyết định nữa dành cho cả hai bạn. Bởi vì chúng ta chỉ còn có món quà của chương trình đó là 2 triệu đồng mà thôi. Có giữ được 2 triệu đồng hay sẽ mất 1 triệu đây. Khi ngủ, bạn nữ thích gác chân như thế nào? A. Đùi người yêu. B. Hông người yêu. C. Mỗi người quay lưng về một phía. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi, và chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình và xem đáp án của hai người có trùng khớp với nhau hay không nha. Và kết quả là kết quả là có trùng khớp với nhau hay không? Có trùng khớp với nhau. Hay quá. Ủa nhưng mà cái cách này nó không thân thiện cho lắm. Mỗi người quay lưng về một phía. Cả hai bạn đều chọn mỗi người quay lưng về một phía. Tại sao vậy? Bảo Quân thắc mắc. Bây giờ hai bạn, mỗi người giải thích xem.
Tại sao mình lại chọn cái phương án như vậy? Đầu tiên là bạn... Tại vì em nghĩ bạn nữ cảm thấy thoải mái nhất. Tại vì lần đầu tiên gặp nó còn ngại ngùng. Nói chung là cả hai người đều ngại, bắt được cái nhịp ngại của nhau cho nên là chọn chung. Còn bạn nữ thì sao nè? Em thì cái cách mà quay lưng lại em hết, em thấy cái cảm giác mà giận vu vơ anh, sau đó người nam quay lại, em quay lưng lại rồi người nam quay lại ôm mình. Thấy chưa, tôi nói đúng chưa, đúng tâm ý chưa? Hai bạn đã trùng khớp ý với nhau, đồng nghĩa với việc cả hai bạn đã có 2 triệu đồng. Yeah, yeah.